Lan Nghiêm, quyển 6. Đoạn 27, Viên Thông về nhĩ căn, chi 1, thuộc lại chỗ tu chứng. Khi bấy giờ, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ vô số hàng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia, tôi phát tâm Bồ Đề. Đức Phật kia dạy tôi, do nghe, nghĩ và tu mà vào Tam Ma Đề. Ban đầu, ở trong tính nghe, vào được dòng Viên Thông, không còn tướng sở văn nữa. Trần tướng đã vẳng lặng, hai tướng động, tĩnh, rõ thật không sinh. Như vậy thêm lần, các tướng năng văn, sở văn đều hết, không dừng lại nơi chỗ dứt. Hết năng văn, sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác, sở giác đều không. Không giác tột bậc viên mãn, các tướng năng không, sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Bỗng nhiên, vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp mười phương, được hai cái thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm, thập phương chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai, đồng một từ lực. Hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương, cùng với các chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Chi hai, do từ lực hiện ra 32 ứng thân. Bạch Thế Tôn, do tôi cúng dường Đức Quán Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thụ cho tôi Như Huyễn, Văn Huân, Văn Tu Kim Cương Tam Muội, được cùng chư Phật đồng một từ lực, nên làm cho thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam Ma Đề tiến tu pháp vô lậu, thắng giải hiện đã viên mãn, tôi hiện ra thân Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu họp tu phép diệu minh vẳng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân độc giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học được phép không của tứ đế, tu đạo đế vào diệt đế, thắng tính hiện viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân thanh văn, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện ra thân phạm vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các chúng sinh muốn làm Thiên Chúa, thống lĩnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra thân Đế Thích, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại, đi khắp mười phương, tôi ở trước người kia hiện ra thân Tự Tại Thiên, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại, bay đi trên hư không, tôi ở trước người kia hiện ra thân Đại Tự Tại Thiên, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp cõi nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân Thiên Đại Tướng Quân, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung, sai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia hiện ra thân Thái Tử, con của Tứ Thiên Vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm vua cõi người, tôi ở trước người kia hiện ra thân vua, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, thế gian kính nhường, tôi ở trước người kia hiện ra thân trưởng giả, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch, tôi ở trước người kia
hiện ra thân cư sĩ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn trị cõi nước, chỉ đoán các bang, các ấp, tôi ở trước người kia hiện ra thân tể quan, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh thích các số thuật, tự mình nhiếp tâm, giữ thân, tôi ở trước người kia hiện ra thân Bà La Môn, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai muốn học phép xuất gia, giữ các giới luật, tôi ở trước người kia hiện ra thân tỷ khưu, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con gái muốn học phép xuất gia, giữ các cấm giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân tỷ khưu ni, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai thích giữ ngũ giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân ưu bà tắc, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con gái tự giữ ngũ giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân ưu bà di, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con gái lập thân trong nội chính để tu sửa nhà nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hay thân quốc phu nhân, mệnh phụ, đại gia, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh không phá nam căn, tôi ở trước người kia hiện ra thân đồng nam, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người xử nữ thích thân xử nữ, không cầu sự xâm bạo, tôi ở trước người kia hiện ra thân đồng nữ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện ra thân chư thiên, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có các con rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện ra thân rồng, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có dược xoa muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân dược xoa, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có càn tháp bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân càn tháp bà, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Atula muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Atula, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Khẩn Na La, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Ma Hô La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Ma Hô La Già, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh thích làm người, tu cho được thân người, tôi hiện ra thân người, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân như họ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ấy gọi là 32 ứng thân diệu tịnh vào các cõi nước. Những thân ấy đều do vô tác diệu lực của văn huân văn tu tam muội mà tự tại thành tựu. Chi ba, do bi ngưỡng bố thí 14 công đức vô ủy. Bạch Thế Tôn, do tôi lại dùng vô tác diệu lực của văn huân văn tu kim cương tam muội ấy cùng với tất cả lục đạo chúng sinh trong 10 phương ba đời đồng một lòng bi ngưỡng, nên khiến các chúng sinh nơi thân tâm tôi được 14 thứ công đức vô úy. Một là do tôi không tự quán cải tiến mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh khổ não thập phương kia quán cái âm thanh liền được giải thoát. Hai là tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dầu vào đống lửa, lửa không thể đốt được. Ba là quán cái nghe đã xoay trở lại,
khiến cho chúng sinh bị nước lớn cuốn đi mà không chết đuối. Bốn là diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sinh vào những nước quỷ, quỷ không thể hại được. Năm là huân tập và thành tựu được tính nghe, cả sáu căn đều tiêu về bản tính, đồng như cái nghe, cái tiếng, có thể khiến cho chúng sinh lúc đương bị hại, gieo gãy từng đoạn, khiến cho các binh khí chạm vào thân người như các dòng nước, như thổi ánh sáng, bản tính không hề lay động. 6. Là huân tập tính nghe, sáng suốt thấu khắp pháp giới, thì các tính tối tâm không thể toàn được, có thể khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược xoa, la sát, cư bàn trà, tỳ xá già, phủ giang na, vân vân ở gần một bên, con mắt chúng vẫn không thể thấy được. 7. Là các tiếng đều viên tiêu, thấy nghe đã xoay vào tự tính, rồi các trần cảnh hư vọng, có thể khiến cho các chúng sinh những thứ cùm, dây, gông, xiềng không thể dính vào mình được. 8. Là diệt tướng âm thanh, viên thông tính nghe phát sinh từ lực cùng khắp, có thể khiến cho chúng sinh đi qua đường hiểm, giặc không cướp được. 9. Là huân tập phát ra tính nghe, rời các trần tướng, sắc dục không lôi kéo được, có thể khiến cho tất cả chúng sinh đa dâm, xa rời lòng tham dục. 10. Là thuần một thật tướng của âm thanh, không còn gì là tiền trần, căn và cảnh đều viên dung, không có năng, sở, đối đãi, có thể khiến cho tất cả chúng sinh nóng giận, rời bỏ lòng thù ghét. 11. Là tiêu diệt trần tướng, xoay về tính bản mình, thì pháp giới, thân, tâm đều như ngọc lưu ly, sáng suốt không ngăn ngại, có thể khiến cho những kẻ ngu ngốc u mê xa rời hẳn sự si mê tối tâm. 12. Là viên dung các hình tướng, xoay tính nghe trở về đạo trường bất động, hòa vào thế gian mà không hủy hoại thế giới, cũng nhường được chư Phật Như Lai số như vi trần, cùng khắp mười phương ở bên mỗi mỗi Đức Phật làm vị Pháp Vương Tử, có thể khiến cho trong pháp giới những chúng sinh không con cầu có con trai, sinh ra đứa con trai có phúc đức trí tuệ. 13. Là sáu căn viên thông so sáng không hai, trùm khắp thập phương thế giới, thành lập đại viên kính không như lai tạng, vận lĩnh pháp môn bí mật của thập phương bi trần Như Lai, không có thiếu sót, có thể khiến cho trong pháp giới những chúng sinh không con cầu có con gái, sinh ra người con gái có tướng tốt, đoan chính, phúc đức, dịu dàng, được mọi người yêu kính. 14. Là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian, số lượng có đến 62 số các song hành, đều tu Phật Pháp, nêu gương mẫu, giáo hóa chúng sinh, tùy thuận chúng sinh, phương tiện trí tuệ của mỗi mỗi vị không đồng nhau. Do tôi được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn, cho đến thân tâm nhiệm màu, bao trùm khắp pháp giới, nên có thể khiến cho chúng sinh chấp trì danh hiệu của tôi, so với những người chấp trì danh hiệu của tất cả các vị Pháp Vương Tử, số lượng bằng 62 số các song hành kia, phúc đức hai bên thật bằng bậc, không sai khác. Bà Thế Tôn, một danh hiệu của tôi cùng với rất nhiều danh hiệu kia không khác, là do tôi tu tập được tính viên thông chân thật, ấy gọi là 14 sức thí vô ý, đem phúc khắp cho chúng sinh. Chi 4. Theo cơ cảm hiện ra, bốn diệu đức không nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, do tôi đã được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn Bồ Tát diệu đức không nghĩ bàn. 1. Là do tôi chứng được tính nghe trí diệu, nơi tâm tính không còn có tướng năng văn, các sự thấy, nghe, hay, biết, không còn cách biệt, và đều thành một bảo giác viên dung thanh tịnh, nên tôi có thể hiện ra rất nhiều hình dung nhiệm màu, nói ra vô số thần chú bí mật, trong đó hoặc hiện ra một đầu,
ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như thế cho đến 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, 84.000 cái đầu, đầy đủ các tướng, hoặc hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14, 16, 18, 20, 24, như thế cho đến 108 tay, 1.000 tay, 10.000 tay, 84.000 cái tay bắt ấn, hoặc hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến 108 mắt, 1.000 mắt, 10.000 mắt, 84.000 con mắt bảo thanh tịnh, hoặc khi thì từ, hoặc khi thì oai, hoặc khi thì định, hoặc khi thì tuệ, cứu giúp chúng sinh được rất tự tại. Hai là do cái nghe, cái nghĩ của tôi thoát ra ngoài sáu trần như cái tiếng qua bức tường, không thể bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của tôi có thể hiện mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú, hình đó, chú đó đều có thể đem sức vô ý mà bố thí cho các chúng sinh. Vì thế, cõi nước thập phương như vi trần đều gọi tôi là vị thí vô ý. Ba là tôi tu tập phát ra căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu tôi thương xót. 4. Là do tôi được tâm Phật chứng đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ quỷ báu cúng dường thập phương Như Lai, cả đến chúng sinh lục đạo trong pháp giới. Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con, cầu tam muội thì được tam muội, cầu sống lâu thì được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn thì được đại niết bàn. Chi năm, kết luận về viên thông nhĩ căn. Phật hỏi về viên thông: tôi do văn chiếu tam muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu, được tam ma đề, thành tựu quả bồ đề, đó là thứ nhất. Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai kia khen tôi khéo được pháp môn viên thông, ở trong đại hội thụ ký cho tôi cái hiệu là Quan Thế Âm. Do tôi thấy nghe thấu suốt mười phương, nên danh tiếng Quan Âm cùng khắp thập phương thế giới. Một năm chỉ đích phép viên tu. Đoạn 1. Phóng hào quang hiện điềm lành. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn nơi sư tử tọa, nằm vóc đồng phóng ra hào quang báu, rọi xa trên đỉnh thập phương Như Lai, số như vi trần, và trên đỉnh các vị pháp vương tử, các vị Bồ Tát. Các đức Như Lai kia nằm vóc cũng đồng phóng ra hào quang báu, từ các thế giới số như vi trần đến rọi trên đỉnh Phật và trên đỉnh các vị đại Bồ Tát và A-la-hán trong hội, rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen cùng nhau như lưới tơ báu, cả trong đại chúng được cái chưa từng có, tất cả đều được kim cương tam muội. Liền khi ấy, trời mưa hoa sen bát bảo màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng xen lộn lẫn nhau. Thập phương hư không hóa thành sắc thất bảo, đất liền, núi sông của cõi Sa Bàn này cùng một lúc không hiện ra, chỉ thấy vi trần quốc độ thập phương hợp thành một giới, tiếng hát ca ngợi tự nhiên nổi lên. Đoạn 2. Phật bảo ngài Văn Thù lựa chọn căn viên thông. Khi bấy giờ Đức Như Lai bảo ngài Văn Thù sư lỵ pháp vương tử rằng: ông hãy xét trong 25 vị vô học đại Bồ Tát và A La Hán, mỗi mỗi đều trình bày phương tiện hành đạo lúc đầu, đều nói tu tập tính viên thông chân thật, chỗ tu hành của các vị kia thật không có hơn kém trước sau gì khác nhau. Này tôi muốn khiến cho ông A Nan khai ngộ, thì trong 25 phép tu, phép nào hợp với căn cơ của ông ấy? Lại sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong cõi này vào thừa Bồ Tát cầu đạo vô thượng, thì do pháp môn phương tiện gì được dễ thành tựu hơn? Đoạn 3.
lừa ra những căn không phải viên. Chỉ một tán thán tỉnh giác vốn diệu và chỉ rõ mê vọng vốn không. Ngài Văn Thù Sư Lị Pháp Vương Tử vâng từ chỉ của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật, dựa vào uy thần của Phật, nói bài kệ đáp lại: bản tính biển giác khắp đứng lặng, tính khắp đứng lặng vốn nhiệm màu, bản minh chiếu ra hình như sở, lập tướng sở bỏ mất bản minh, do mê vọng mà có hư không. Nương hư không lập thành thế giới, tư tưởng trầm chủ thành cõi nước, hay biết mọi việc là chúng sinh. Hư không sinh ra trong đại giác, như một bọt nước sinh trong bể. Các nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sinh. Bọt nước diệt vốn không hư không, huống nữa là hình tướng ba cõi. Chi hai, nêu rõ phương tiện có màu chậm. Bản tính xoay về vốn không hai, phương tiện tu chứng có nhiều cách, cách nào cũng thông với bản tính, nói thuận nghịch chỉ là phương tiện, do hàng sơ tâm vào pha tam muội, bên mau bên chậm không đồng nhau. Chi ba, lược ra sáu trần, vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hay biết không thể thông suốt được, làm sao chính chỗ không thông suốt, tu hành lại được tính viên thông. Âm thanh xen lộn với lời nói, chỉ nương theo ý vị danh từ, nếu một không trùm được tất cả thì làm sao được tính viên thông. Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, lúc rời cách thì vốn không có. Nếu sở giác không được thường xuyên thì làm sao được tính viên thông. Vị không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu giác quan không thường duy nhất thì làm sao được tính viên thông. Xúc do các vật chạm mà biết, không vật chạm thì không thành xúc, khi hợp khi ly không nhất định thì làm sao được tính viên thông. Pháp cũng có tên là nội trần, nương theo trần tất phải có sở, năng sở không viên dung nhập một thì làm sao được tính viên thông. Chi bốn, lựa ra năm căn. Cái thấy tuy rộng suốt rất xa, nhưng thấy trước mà không thấy sau, bốn bề còn thiếu mất một nửa thì làm sao được tính viên thông. Mũi có thở ra và thở vào, chặng giữa hiện không có hơi thở, nếu không viên dùng sự cách bức thì làm sao được tính viên thông. Ngoài sở nhập tính nếm không thành, nhưng các vị mới có hay biết, không có vị rốt ráo không có thì làm sao được tính biên thông. Thần biết xúc với cảnh sở xúc đều có hạn, không phải cùng khắp, nếu không nhận tính không bờ bến thì làm sao được tính biên thông. Ý càng xen với các loạn tưởng, đứng lặng rốt cuộc không thấy gì, nếu không thoát được các tưởng niệm thì làm sao được tính viên thông. Chi năm, lựa ra sáu thức. Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần, gạn cùng vốn không có tự tưởng, kẻ tự thể còn không nhất định thì làm sao được tính viên thông. Tầm nghề rộng thấu cả mười phương là do sức hoàn thể rộng lớn, sơ tâm không thể đến chỗ ấy thì làm sao được tính viên thông. Quán đầu mũi vốn là duyên cơ, chỉ để nhiếp tâm được an trụ, nếu cảnh quán lại thành sở trụ thì làm sao được tính viên thông. Thuyết pháp diệu dụng các danh từ, cốt phải đã được khai ngộ trước, nếu lời nói không phải vô lậu thì làm sao được tính viên thông. Giữ giới chỉ cầu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì cầu thúc, vốn không phải cùng khắp tất cả thì làm sao được tính viên thông. Thần thông do túc tập từ trước, nào dính gì ý thức phân biệt, tưởng niệm không thoát ly sự vật thì làm sao được tính viên thông. Chi sáu, lựa ra bảy đại. Nếu quán cái tính của địa đại thì nó ngăn ngại không thông suốt,
pháp hữu vi không phải chân thật, thì làm sao được tính biên thông? Nếu quán cái tính của thủy đại, quán tưởng đâu phải là chân thật, nếu không đi đến diệu chân như, thì làm sao được tính biên thông? Nếu quán hỏa đại trừ dâm dục, chán cái có không phải thật ly, phương tiện không hợp với sơ tâm, thì làm sao được tính biên thông? Nếu quán cái tính của phong đại, động tĩnh đâu phải không đối đãi, đối đãi trái với vô thượng giác, thì làm sao được tính biên thông? Nếu quán cái tính của không đại, hư không vô tri không hay biết, không biết khác hẳn với bồ đề, thì làm sao được tính biên thông? Nếu quán cái tính của thức đại, thức sinh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư vọng, thì làm sao được tính biên thông? Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt, nhân và quả khác nhau như thế, thì làm sao được tính biên thông? Đoạn 4. Chọn lấy cái căn biên thông. Chi 1. Hợp với giáo thể cõi Sa Bà. Tôi nay xin bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời trong cõi Sa Bà. Trong cõi này, lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Nay muốn tu chứng tam ma đề, thật nên do cái nghe mà vào. Chi 2. Xưng tán Ngài Quán Thế Âm. Rời cái khổ và được giải thoát, hay thay cho Ngài Quán Thế Âm, trong kiếp số như các sông Hằng, vào cõi Phật như số vi trần, được sức tự tại rất to lớn, bổ thí vô ý cho chúng sinh. Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải trào, cứu đời mọi việc được yên lành, xuất thế gian được quả thường trụ. Chi 3. Xưng tán Nhĩ Căn. Tôi nay kính bạch Đức Như Lai, như lời Ngài Quán Âm vừa nói, ví như có người trong yên lặng, chung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười nơi, như thế mới là viên chân thật. Mắt bị ngăn che không thấy được, thì căn tỷ căn cũng như vậy, thân căn lúc hợp mới biết xúc, ý căn phân vân không manh mối, các tường nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được, năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật. Tính thành trần có động có tĩnh, trong tính nghe thành có thành không, khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe, không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh, trọn rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật. Dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không vì không nghĩ mà không nghe, tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân ý không thể so bằng được. Chi 4. Chuyển mê thành ngộ. Hiện nay trong cõi Sa Bà này, các thứ thanh luận được truyền bá, do chúng sinh bỏ mất tính nghe, theo thanh trần nên bị lưu chuyển. A Nan tuy có tính nhớ dai, vẫn không khỏi mắc các tà niệm, há không phải tùy chỗ chìm đắm, xoay ngược dòng thoát khỏi hư vọng. A Nan, ông hãy nghe cho chính. Nay tôi nương uy lực của Phật, tuyên nói phép tà muội chân thật, chắc như kim cương vương như huyễn, không nghĩ bàn xuất sinh chư Phật. Ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật số như vi trần, nếu trước hết không trừ dục lậu, nghe nhiều chứa chấp thành lầm lỗi, dùng cái nghe thuộc trì Phật pháp, sao lại không tự nghe cái nghe, tính nghe không phải tự nhiên sinh. Nhân thanh trần mà có danh hiệu, xoay cái nghe thoát ly thanh trần, cái thoát ly ấy gọi là gì? Một căn đã trở về bản tính, thì cả sáu căn được giải thoát. Thấy nghe như bệnh lò huyễn hóa, ba cõi như hoa đốm hư không, xoay tính nghe gốc lò tiêu trừ,
Trần tướng tiêu giác tính viên tịnh, tột thanh tịnh trí quan thông suốt, thể tịch chiếu trần khắp hư không. Trở lại xem các việc thế gian, thật giống như chim bao không khác. Nàng Ma Đăng già là chim bao, thì còn ai bắt ông được nữa. Như các huyễn sư khéo trong đời, làm trò thành ra các trai gái, tùy thấy các căn đều cử động, cốt yếu do cái máy giật dây, nghĩ máy tất cả đều yên lặng, các trò trở thành không có tính, cả sáu căn cũng giống như thế. Vốn đều nương một tính tinh minh, chia ra thành sáu thứ hòa hợp, một nơi đã rời bỏ quay về, thì cả sáu đều không thành lập, một trong một niệm trần cấu đều tiêu, chuyển thành tính viên minh tịnh diệu. Còn sót trần cấu là học vị, sản xuất cùng tột tức Như Lai. Hỡi đại chúng và ông A Nan, hãy xoay lại cái nghe điên đảo, xoay cái nghe về nghe tự tính, nhận tự tính thành đạo vô thượng, thật tính viên thông là như thế. Chi năm, chọn lấy nhĩ căn làm phương tiện thích hợp. Đây thật là một đường thẳng tiến vào niết bàn của vi trần Phật. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này. Các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vị lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp ấy mà chứng, không phải chỉ ngài Quán Thế Âm. Hợp như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp, những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn, thì ngài Quán Âm là hơn cả. Còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lao, không phải phép tu học thường xuyên, nông hay sâu cũng đồng nghe được. Chi sáu, đỉnh lễ cầu gia bị. Xin đỉnh lễ tính Như Lai tạng, vô lậu không còn sự nghĩ bàn, nguyện gia bị cho đời vị lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn. Đây là phương tiện dễ thành tựu, nên nêm dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm luân mạt kiếp, chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. Đoạn 5, nghe pháp được chứng. Lúc ấy, ông A Nan cùng để đại chúng thần tâm tỏ rõ, nhận được sự khai thị to lớn, xem quả Bồ đề và đại niết bàn của Phật, cũng như có người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, song đã biết rõ con đường về nhà. Trong pháp hội, cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ, hàng nhị thừa hữu học và tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, đều được bản tâm xa trần tướng, rời cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà tính tỷ khưu ni nghe nói bài kệ xong, thành quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh đều phát tâm, vô đẳng đẳng vô thượng chính đẳng chính giác. Chương 3, rộng để lại khuôn phép tu hành. Mục 1, nhân ông A-nan xin cứu độ đời vị lai, Phật tổng nêu ra ba nghĩa quyết định. Ông A-nan sửa áo chỉnh tề, ở trong đại chúng chắp tay đỉnh lễ, tâm tích trọn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai, cúi đầu bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, tôi nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc? Tôi thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này: tự mình chưa được ngộ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các đức Như Lai. Tôi tuy chưa được độ, song nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, những tà sư thuyết pháp số như cát sông Hằng, nếu muốn họ nhiếp tâm vào Tam Ma Đề thì nên khiến họ dựng lập đạo trường thế nào
để rời các ma sự, được không thoái khuất nơi tâm Bồ Đề. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: "Hay lắm, hay lắm, như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo trường, cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói." Ông A Nan và cả đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. Phật bảo ông A Nan: "Ông thường nghe tôi trong tỳ nại gia tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, thế gọi là ba pháp vô lậu học. 1.2 chỉ bài bốn lời dạy, bảo rõ ràng quyết định. Đoạn 1 chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt để ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm cũng chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức, khiến cho các chúng sinh xa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường Bồ Đề. Ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Đề trước hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các đức Như Lai, tiền Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát, nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng. Vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi. Còn đường nào tu chứng niết bàn Như Lai? Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả Bồ Đề của Phật. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 2 chỉ về quyết định đoạn lòng sát. A Nan, lại các chúng sinh lục đạo trong các thế giới, nếu cái tâm không sát thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành phi hành dạ xoa và các loài quỷ sói, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trong thế gian, tự nói rằng ăn thịt được đạo Bồ Đề. A Nan, tôi khiến hàng tỷ khưu ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Xứ Bà La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi, giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái vị như thịt. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử? Các ông nên biết, những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai ngộ, giống như Tam Ma Đề,
đều là loài la sát, quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ, không phải đệ tử Phật. Những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, thứ nữa, phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ hai của các đức Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Vậy nên A Nan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền định, thì cũng ví như có người tự bịt lỗ tai, cất tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỷ khu thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao đức đại bi lại lấy máu thịt của các chúng sinh mà làm đồ ăn? Nếu các hàng tỷ khưu không mặc những đồ tơ lụa là lược phương đông và không dùng những giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sữa, phó mát, đề hồ, thì những tỷ khưu như thế đối với thế gian thật là giải thoát. Trả hết nợ cũ xong thì không vào trong ba cõi nữa. Vì cớ sao? Dùng những bộ phận thân thể chúng sinh thì đều bị ảnh hưởng chúng sinh. Cũng như con người ăn giống bắt cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất. Quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh đều không mặc, không ăn, thì những người như thế tôi mới gọi thật là giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 3, chỉ về quyết định đoạn lòng thâu đạo. A Nan, lại như chúng sinh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thì thành yêu mị, hạng dưới thì thành người tà đạo, bị các loài quỷ mị nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Chúng lén núp gian dối, tự xưng là thiện tri thức, mỗi người tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chính tính. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Tôi dạy hàng tỷ khưu theo thứ lớp khất thực để bỏ lòng tham, thành đạo bồ đề. Các hàng tỷ khưu không tự nấu ăn, gửi cái sóng thừa tạm bợ trong ba cõi, thì hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao bọn giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán Như Lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật Pháp, lại còn chê bai các vị tỷ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, nếu có tỷ khưu phát tâm quyết định tu phép tam ma đề, biết ở trước hình tượng Như Lai chính mình thắp một cây đèn, đốt một ngón tay, hay ở trên thân đốt một mồi hương, tôi nói người ấy túc trái vô thủy, trong một thời trả hết, cáo từ thế gian, thoát hẳn các lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật Pháp tâm đã quyết định. Nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xẻ thân ấy thì dầu thành đạo vô vi cũng phải lại sinh làm người, trả các nợ cũ. Như quả báo mã mạch của tôi thật không sai khác. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, sau nữa phải đoạn lòng thâu đạo, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh,
quyết định thứ ba của các đức Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trần, rốt cuộc không thể đầy được. Nếu các hàng tỷ khưu ngoài y bát ra mãi may không tích trữ, xin ăn có dư, thì bố thí cho chúng sinh đói nơi nhóm hội lớn, chắp tay vái chào đại chúng, có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiệu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy thật được tam muội. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Đoạn 4. Chỉ về quyết định đoạn lòng vọng. A Nan, chúng sinh lục đạo trong thế giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát, đạo, dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến và mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng, hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng này tôi đã được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, đạo A La Hán, thừa bích chi Phật, hay các quả vị Bồ Tát trong thập địa, hay trước thập địa, trong mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường. Những tên nhất điên ca ấy tự tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chính tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu pháp tam muội. Tôi bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán, sau khi tôi diệt độ rồi, hiện ra ấn thân, sinh trong đời mạt pháp kia, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua chúa quan lại, đồng nam đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt buôn bán, để khen ngợi Phật thừa với những người đồng sự, khiến cho thân tâm của họ vào được tam ma đề. Nhưng rút ráo không tự bảo rằng tôi thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, khinh suất nói với những người chưa học làm tiết lộ mật nhân của Phật, chỉ trừ đến lầm chung, hoặc chăng thầm có những lời di chúc, làm sao lại còn có lừa gạt chúng sinh thành tội đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, sau rốt phải đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các đức Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ, thì cũng như khắc phân người làm thành hình cây chiên đàn mà muốn được hương thơm, thật không có lẽ nào như vậy. Tôi dạy hàng tỷ khưu lấy trực tâm làm đạo trường, trồng hết thải hành động nơi bốn uy nghi, còn không có giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng để được đạo pháp thượng nhân. Ví như người dân cùng xưng càng là đế vương để tự chuốc lấy sự tru diệt, huống nữa là vị pháp vương, làm sao lại dám xưng càng. Nhân đã không thật, quả ác quanh co, như thế mà cầu đạo bồ đề của Phật thì cũng như người muốn cắn rốn, làm sao mà thành tựu được. Nếu như các hàng tỷ khưu tâm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật mà vào tam ma đề, thì hẳn không có các ma sự. Tôi ẩn chứng người đó thành tựu được vô thượng tri giác của các hàng Bồ Tát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần.
Hết quyển 6. Ha ha ha,